Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Nếu các bác các anh chị chưa nhấn nút like và nút đăng ký thì có thể là để cho em một like với đăng ký kênh để không bỏ lỡ các clip về lan ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên nhé mọi người. Đó thì như mọi người đã biết á, thì cái cây kiếm Phan Chí được rất nhiều anh em chúng ta kiếm thủ chúng ta ưa chuộng ha, nó cũng là cái niềm khao khát và ước mơ sưu tầm của biết bao nhiêu người. Cái cây kiếm này thì nó nổi bật thứ nhất là vẻ đẹp về mặt hoa, là một cái cây đột biến semi, lưỡi hồng cánh vàng, cùng với đó là cái cần hoa rất là dài và sai hoa. Ngoài ra thì cái đặc điểm quan trọng nhất đó là cái thân lá rất đẹp. Cây này thì về mọi người trồng thì nó rất cứng thẳng và bản lá thì cũng rất là dễ đạt tới cái trạng thái là 5-6 hoặc là 7 sen nhé mọi người. Nên là đây là được cái cây kiếm mà anh em gọi là kiếm quân vương luôn mọi người, giống như là quân vương của làng kiếm Việt vậy. Nên là cái giá trị thị trường nó rất cao. Tuy nhiên á, thì có một số cái thông tin về cái cây kiếm này thì em nghĩ là cũng nhiều bác nhiều anh chị chúng ta mới tập chơi thì chúng ta cũng chưa nắm. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ về cái cây kiếm Phan Chí này, thì về cái tên gọi của nó nhé mọi người. Thì mọi người thường hay thấy là cái cây kiếm Phan Chí này, ngoài cái tên Phan Chí á, thì một số anh em người ta còn gọi là kiếm Hoàng Long hoặc là kiếm Hoàng Phan Sư đó. Thì cái nguồn gốc những cái tên đó thì hôm nay thì mời mọi người cùng em chúng ta tìm hiểu nha. Thì cái này thì chắc là các anh em chơi kiếm bậc lão lang thì chúng ta cũng đều biết hết rồi, chỉ có một số anh em mà mới tập chơi đang tìm hiểu thì chúng ta chưa biết thôi. Thì hôm nay thì em sẽ tranh thủ làm clip em giới thiệu cho mọi người chúng ta cùng tìm hiểu nha. Rồi thì cái tên Phan Chí, cái kiếm Phan Chí này á, thì nguồn gốc ban đầu là của anh Nguyễn Minh ở Nhà Bè. Là sưu tầm được, thì nghe nói là sưu tầm từ khu vực rừng miền Trung đó mọi người. Đó, về trồng chăm sóc, sau đó là chia giống cho ba thầy. Thứ nhất là thầy sư phụ, thứ hai là thầy Quốc Anh và thứ ba là thầy Phan Chí. Và sau đó thì cái thời điểm mà chia sẻ giống á, thì chưa có đặt tên nhé mọi người. Sau đó thì về một thời gian á, thì cây kiếm này thì được thầy Phan Chí chia sẻ cho một số cái anh em ở ngoài Bắc á, ngoài Hải Phòng á. Sau đó thì người ta đặt cái tên cây kiếm này theo tên của thầy Phan Chí đó. Thì có tên gọi là kiếm Phan Chí, là cái tên này cũng là cái tên nổi tiếng nhất hiện nay. Tiếp theo là cái tên Hoàng Long. Kiếm Hoàng Long này thì được một người gọi là kiếm thủ ở phía Nam sưu tầm được đó. Sau đó thì đặt tên gọi là Hoàng Long. Thì cái tên này đầy đủ của nó là tên là Hoàng Long Dân Châu nhé mọi người đó. Thì anh em thường hay gọi là Hoàng Long. Đó đó là cái tên Hoàng Long đó. Cũng là lấy ban đầu là nguồn gốc là cũng từ anh Nguyễn Minh, sau đó là chia sẻ đó thôi đó. Và cuối cùng là cái tên Hoàng Phan Sư. Hoàng Phan Sư tức là sao đó. Thì mọi người có thể thấy là anh Nguyễn Minh chia cho ba thầy. Thứ nhất là thầy sư phụ, thứ hai là thầy Quốc Anh và thứ ba là thầy Phan Chí. Thì thầy sư phụ đó thì đặt cái tên kiếm là kiếm sư phụ đúng không mọi người. Thì mọi người có thể thấy là kiếm Hoàng Phan Sư, tức là nó là được gọi tên bởi ba cái tên viết tắt của cây kiếm. Thứ nhất là kiếm sư phụ, kiếm Hoàng Long nè, thứ hai là kiếm Phan Chí nè, thứ ba là kiếm sư phụ. Hoàng Long, Phan Chí, sư phụ, gọi tắt gọi nhanh là kiếm Hoàng Phan Sư nhé mọi người. Đó đó cũng là cái nguồn gốc ý nghĩa của ba cái tên gọi hiện nay của cây kiếm này. Thì giúp anh em, các bác, anh chị chúng ta sau này ví dụ mà có ai hỏi về cái nguồn gốc tên thì chúng ta cũng có thể biết đường chúng ta trả lời nha. Hoàng Long, Phan Chí, sư phụ, gọi nhanh là Hoàng Phan Sư. Đó. Rồi cái cây kiếm này thì cái đặc điểm nó là thân lá rất là đẹp nhé mọi người. To đẹp, trồng càng lâu càng đẹp, nên là được rất nhiều bác, nhiều anh chị chúng ta muốn sưu tầm giống và cũng muốn nhân giống nhanh. Tuy nhiên thì cái thằng này thì mỗi năm thì nó là cái cây kiếm mà thân lá to, nên là cái việc mà cây trồng để hút chất dinh dưỡng đẻ ra cây mới thì nó cũng tương đối chậm. Nên là mỗi năm từ một tép thì nó chỉ đẻ ra tầm cỡ gọi là 2, 3 hoặc là 4 tép là cao nhất thôi mọi người. Và cái giá trị nó hiện nay cũng rất là cao, nên là nhiều anh em người ta muốn sưu tầm cái cây kiếm này về làm giống, muốn có một cái gọi là cái giống của cây này về trồng thì người ta thường hay lựa chọn là cái kiểu mà cây gieo hạt nữa. Thì cũng khá nhiều vườn làm cái cây gieo hạt từ cây kiếm Phan Chí này, và vườn em thì cũng không ngoại lệ mọi người, cũng làm trái, sau đó thì đậu quả, rồi bắt đầu là làm gieo hạt.
Thì cây này thì tất nhiên là để đạt được cái số lượng mà cây nhiều á, thì sau khi làm trái thì chúng ta phải gửi đi đến những cái nơi như phòng thí nghiệm để người ta trồng, chăm sóc người ta trong cái môi trường đặc biệt, thì giúp cho cái cây tỷ lệ ra cây nó cao hơn. Chứ các bác anh chị trồng mà chúng ta rải ra nó mọc thì nó cũng có mọc á, nhưng mà cái tỷ lệ nó lên được cây rất là ít nha mọi người, rất ít, nên là chắc chắn là không thể đủ số lượng để mà chia sẻ cho mọi người được. Rồi, và vườn em thì cũng có một cái vườn ươm kiếm phan chí gieo hạt ở đây. Thì cái cây kiếm phan chí gieo hạt vì sao lại được nhiều người, nhiều bác, nhiều anh chị chúng ta ưa thích trồng, là bởi vì cái cây này thứ nhất là nó mang cái nguồn gen thân lá của cây mẹ. Tức là mặc dù những cái cây nhỏ thôi mà thân lá nó cũng rất đẹp mọi người, nhìn vào rất là bắt mắt luôn. Kiểu luồng lá cũng dạng là to to ha, khỏe, nhìn rất là khỏe mạnh luôn. Ngoài ra thì nó còn một cái đặc điểm nữa, đó là cái tính chất là xanh sạch của cây. Cây kiếm phan chí này thì nó thân lá nó ra cho ra kiểu rất là xanh sạch đẹp nha mọi người. Nên là, và mọi người biết rồi, thì cái cây kiếm xanh sạch đó, thì nó chuyên là để sổ những cái mặt hoa năm cánh trắng. Tất nhiên không hẳn là cây nào cho trồng xanh sạch thì cũng ra năm cánh trắng cả mọi người. Thì chúng ta phải thực sự là may mắn thì chúng ta trồng thì mới sổ ra được mặt hoa đó. Tuy nhiên thì cũng rất nhiều mặt hoa đẹp được nhiều anh em kiếm thủ cả nước chúng ta sổ ra từ những cái cây phan chí này. Và sổ ra thì được những cái mặt hoa đẹp thì cái giá trị nó rất là cao mọi người. Bởi vì cái cây đây thì nó mang cái tính chất là cái dòng máu của cây kiếm phan chí. Và thân lá thì sau này nó sẽ rất đẹp ha. Đây, ở bên vườn em này có một số cây này mọi người thấy không? Mặc dù nhỏ thôi mà thân lá nó bắt đầu nó to lá ra, lá rất cứng, sờ rất cứng. Và nhìn vào cái đầu lá này, thân lá, đầu lá thì nó rất là xanh sạch luôn. Nên nhiều anh em người ta thích sưu tầm những cái cây này và người ta chăm để sổ hoa. Thứ nhất là sổ hoa, thứ hai là để chơi trồng bonsai tiểu cảnh trong nhà. Và mỗi chậu như vậy thì bên vườn em bán với giá là 300.000 một chậu nhé mọi người. Và nếu mà các bác anh chị mua 2 chậu thì sẽ có giá là 500.000. Một chậu là 300.000, còn 2 chậu thì là 500.000. Đó, thì mọi người thích sưu tầm thì có thể là liên hệ với bên em, liên hệ đại 0384750258. Thì vườn em vẫn cứ bán lai rai hàng ngày vậy thôi. Hàng ngày vẫn có các bác anh chị chúng ta hay đặt cây, rồi bên em sẽ đóng vào những cái hộp xốp, sau đó gửi đi. Thời gian vận chuyển thì tùy nơi, ví dụ bác nào ở gần quận Tâm thì tầm cỡ 1-2 ngày tới, bác nào ở xa thì có thể là 3-4 hoặc là 5 ngày. Thậm chí là có những nơi xa dịch rồi một số cái trục trặc gì đó thì có khi là cả tuần nữa mới tới. Nhưng mà mọi người yên tâm là cái cây này thì đóng gói gửi đi thì gửi nguyên chậu, nên là cái quá trình gửi nó cũng giống như là cái quá trình nó đang sinh sống phát triển thôi, nó chả ảnh hưởng gì. Nhiều khi gửi cả tháng chả sao. Có những đơn mà ví dụ gửi đi không được, gửi về là tốn thời gian hết cả nửa tháng, về cây nó vẫn xanh chả ảnh hưởng gì ha. Với cây kiếm này gửi đi rất khỏe. Đó, thì hôm nay thì giới thiệu về cái nguồn gốc của cái cây kiếm, cái tên gọi kiếm phan chí, rồi hoàng long với hoàng phan sư, để cho mọi người chúng ta có thể là nắm được những cái thông tin này ha. Sau này các bác anh chị chúng ta có thể là chia sẻ lại cho những người đi sau. Những thông tin này thì được các anh em kiếm thủ người ta tổng hợp cũng đã lâu, và nếu mà chịu khó tìm hiểu thì chúng ta cũng biết được thêm thôi ha. Rồi, đó, thì mời mọi người ngắm một số cái cây nhé. Rồi, nếu mà các bác anh chị có nhu cầu mua kiếm phan chí, cây gieo hạt thì mọi người có thể liên hệ với em. Cái cây này á, thì nó khác với cái cây mẹ ở chỗ á, là cái thân mẹ thì nó sẽ ra hoa, gọi là chuẩn cái mặt hoa. Còn những cái cây con đây nè thì mọi người mua thì gọi là giống như là cái hàng xổ số mọi người. Tức là mỗi cây thì nó sẽ cho ra một kiểu hoa khác nhau. Thì các bác anh chị nếu mà chúng ta có thể may mắn ta sổ ra được những hoa đẹp thì chúng ta có thể đặt tên, gọi là đặt tên và cho ra đời được những cái mặt hoa mới luôn nhé mọi người. Và cái giá trị của cây nó rất là cao nếu mà ra được cái mặt hoa đẹp, bởi vì nó mang cái dòng máu, cái dòng dõi của cây kiếm phan chí, nên là được rất đánh giá rất cao. Cũng nhiều anh em người ta sổ những cái cây vài người ta trúng mặt hoa đẹp rồi, và những cái cây đó thì được thị trường đánh giá rất cao. Ví dụ như cây vàng 4 số 9, vàng 9999 thì mọi người có thể là tìm hiểu thêm, nó cũng là từ những cái cây phan chí gieo hạt ra cả thôi, và cũng rất nhiều anh em trúng rồi nha, chứ không phải là không có đâu. Khách của em thì cũng có khách mua trúng rồi, chờ khi nào họ công bố thì em báo cho. Rồi, đây mọi người xem nha, cây cối ha. Đây, cây thì nó cỡ như bàn tay xòe ra mọi người ha. Đó. Trong vùng chưa to đâu, về các bác anh chị chúng ta phải chịu khó chúng ta chăm sóc ha.
tầm cây này về trồng thì phải tầm cỡ hơn năm nữa thì mới bắt đầu cho ra hoa được. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hôm nay là clip về kiếm phan trí nhé. Các bác anh chị có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với em. Rồi, nếu mà có thông tin gì hay bổ ích thì em sẽ tiếp tục quay clip giới thiệu cho mọi người nha. Chào mọi người ạ.